Hôm nay em có đi chọn máy và hôm nay thì em có 6 cây iPhone zin chưa đụng ốc, chưa bung mở zin nguyên bản hàng tuyển chọn để giới thiệu với mọi người. Đầu tiên thì em giới thiệu với mọi người một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đụng ốc và viên pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức rất là cao đối với dòng iPhone 12 Pro Max zin chưa đụng ốc, chưa bung mở. Đến thời điểm hiện tại, pin zin theo máy thì còn ở mức 92%. Cây máy này thì có mã số là 568T và mức giá bên em để cho mọi người là 14 triệu 500 nghìn. Mức giá bên em báo là giá trọn gói mọi người nhé. Và tiếp theo cũng là một cây iPhone 12 Pro Max phiên bản quốc tế 256GB. Về ngoại hình thì cây máy này xấu hơn một chút mọi người nhé. Viền thì cũng có hơi xước nhẹ. Và viền cam thì có hơi bị trầy sơn một chút mọi người nhé. Cây máy này thì có mức pin theo máy là 84% và máy có mã số là 668T. Mức giá bên em để cho mọi người là 14 triệu 300 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì bên em mà bao là chưa vặn bất cứ một con ốc nào mọi người nhé. Tức là zin đến từng con ốc. Đồng nghĩa với đó là máy chưa bị bung mở lần nào và chưa bị thay thế sửa chữa bất cứ cái gì mọi người nhé. Pin zin theo máy thì ở mức 91% đối với dòng iPhone 11 hàng zin chưa đụng ốc. Tức là thông số pin là thông số pin chuẩn, chưa qua kích, chưa qua thay đổi. Thì đây là một mức pin rất là cao. Máy này thì có mã số là 585T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn mọi người nhé. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 phiên bản quốc tế 64GB. Cây máy này thì cũng rất là đẹp mọi người nhé. Hàng tuyển chọn rất là đẹp. Cây máy này thì mức pin còn 78%. Cây máy này thì bên em có tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Và khi thay pin thì sẽ có video mở máy lần đầu tiên để gửi cho khách hàng mua cây máy này và đăng công khai ở trên kênh, chứng minh máy của bên em bán chuẩn chỉ là hàng zin chưa đụng ốc chứ không phải là chỉ quảng cáo bằng mồm mọi người nhé. Cây máy này thì có mã số là 586T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 200 nghìn. Và tiếp theo là một cây iPhone 11 Pro phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp rất là xuất sắc mọi người nhé. Em quay rất là sát, rất là kỹ cho mọi người xem. Mọi người lưu ý là không phải là bên nào báo máy đẹp thì nó cũng được đẹp như nhau mọi người nhé. Mọi người có thể thấy là máy bên em hàng tuyển chọn rất là đẹp. Nói chung là khi mà mua máy đã qua sử dụng thì ngoại hình của máy cũng chỉ là một phần để đánh giá một cây máy thôi mọi người nhé. Quan trọng nhất là về chất lượng máy thì về chất lượng thì máy của bên em bao với mọi người là zin đến từng con ốc, tức là loại máy tuyển chọn. Đấy. Những cây máy như thế này thì khi dùng mọi người sẽ thấy rất là chất lượng. Đấy. Ở đây thì mọi người có thể thấy là camera của máy trong vắt, không có bụi, không có bạc gì cả mọi người nhé. Đấy. Camera của những cây máy như thế này thì sẽ cho ra hình ảnh rất là đẹp. Màn hình sáng đẹp, tốc độ máy nhanh. Và những cây máy như thế này thì nó rất là bền mọi người nhé. Kể cả khi mọi người có lỡ tay đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi, tỷ lệ vỡ của máy thấp hơn rất là nhiều.
so với hàng dựng hàng sửa, và những cây máy hiện tại đang được bán ở dạng máy zin ở trên thị trường thì nó cũng chỉ đạt là mền zin màng zin thôi mọi người nhé. Còn máy của bên em thì báo với mọi người là chưa bung máy lần nào. Những cây máy như thế này thì rất là bền và nó còn áp suất chống nước mọi người nhé. Pin zin theo máy của cây máy này thì còn ở mức 85%. Cây máy này thì bên em cũng tặng mọi người một viên pin mới dung lượng cao, hàng chính hãng Origin. Mọi người không lấy pin thì bên em sẽ trừ cho mọi người một khoản tiền mọi người nhé. Pin zin theo máy thì còn ở mức 85%, là một mức cũng theo em thì với rất là nhiều người sẽ đủ dùng mọi người nhé. Apple thì khuyến cáo là pin dưới 80 thì mới phải thay. Mã số của máy là 658T và mức giá bên em để cho mọi người là 7 triệu 900 nghìn là mức giá trọn gói mọi người nhé. Và cuối cùng ở trong video ngày hôm nay là một cây iPhone 13 phiên bản quốc tế 128GB. Về ngoại hình thì máy đẹp xuất sắc mọi người nhé. Về chất lượng thì máy là hàng zin chưa đục ốc. Hôm nay thì giọng nói của em hơi khàn. Hôm nay thì cổ họng có một chút vấn đề. Tại vì em mà đi chọn máy suốt ngày nên là cổ họng rất là hay có vấn đề. Ngoại hình thì mọi người có thể thấy là máy rất là đẹp mọi người nhé, đẹp rất là xuất sắc. Và mức pin của cây máy này thì còn ở mức rất là cao, còn ở mức 99%. Số lần sạc của máy thì là 85 lần, thì tương đương với khách hàng dùng khoảng gần 3 tháng mọi người nhé. Và chiếc máy này thì có thời gian bảo hành đến tháng 8 năm 2024. Máy có mã số là 685T và mức giá bên em để cho mọi người là 12 triệu 300 nghìn. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Để đặt mua máy, mọi người liên hệ với bên em qua hai số hotline là 0818 463 888 hoặc 0763 911 666 mọi người nhé. Cả hai số này của bên em thì đều có Zalo. Bên em thì có hai cơ sở ở Hà Nội. Thứ nhất là ở số 40 Võ Thị Sáu Hà Đông, thứ hai là ở Yên Lỗ, Cẩm Yên, Thạch Thất Hà Nội. Với khách hàng ở xa thì bên em có hình thức ship code. Nhận được máy thì mọi người được kiểm tra kỹ càng trước khi thanh toán. Và kể cả sau khi thanh toán thì mọi người vẫn có trọn vẹn một ngày để dùng thử. Khi mọi người cảm thấy không thích thì mọi người có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền, không cần lý do gì cả mọi người nhé. Và với phương châm là hàng chọn giá thấp thì số lượng máy của bên em không có nhiều mọi người nhé. Như hôm nay thì cũng chỉ có 6 cây để giới thiệu với mọi người. Với số lượng 6 cây thì đối với một shop bán iPhone uy tín online thì là một số lượng rất là ít. Nhưng tất cả những cây máy này thì bên em đều bao với mọi người là zin đến từng con ốc, tức là hàng tuyển chọn những cây máy như thế này. Thì kể cả có nhiều tiền thì cũng sẽ không nhập được nhiều mọi người nhé. Trong một lô về thì bên em cũng chỉ chọn được một số ít thôi những cây máy như thế này thì khi dùng thì mọi người sẽ thấy là rất là chất lượng và máy rất là bền mọi người nhé. Ngoài ra thì máy còn áp suất zin chống nước rất là tốt. Và về mức giá thì bên em cố gắng để cho mọi người với một mức giá rẻ nhất, hợp lý nhất có thể. So với thứ nhất là chất lượng máy hàng tuyển chọn, và thứ hai là so với một chế độ bán hàng và bảo hành rất là dài, rất là tốt. Bên em thì bảo hành cho mọi người trong 12 tháng mọi người nhé. Thay pin miễn phí 12 tháng. Tặng mọi người một bộ phụ kiện chất lượng bao gồm một bộ cáp sạc, ốp và cường lực. Bên em có chính sách bao zin không zin tặng máy và bao cho mọi người cả dùng thử. Không thích có thể trả lại máy bên em và nhận lại tiền. Về vấn đề máy quốc tế thì bên em bao với mọi người là máy quốc tế trọn đời mọi người nhé. Tức là bất cứ khi nào mọi người phát hiện là máy lóc thì bên em sẽ đổi cho mọi người một máy khác là máy quốc tế tương đương. Hoặc là
máy của mọi người đang là quốc tế mà tự nhiên bỗng dưng bị lắc mọi người ạ. Thì bên em cũng sẽ đổi cho mọi người một máy quốc tế tương đương, kể cả sau thời gian bảo hành mọi người nhé. Tại vì có một số máy thì tình trạng quốc tế chỉ là tạm thời thôi, thì cái vấn đề đó thì không ai có thể kiểm tra được mọi người nhé. Và đến đây thì bên em xin kết thúc video. Chân thành cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã tin tưởng và ủng hộ Tú Vân Mobile. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.